Ngày 2 tháng 3 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đưa ra xét xử vụ án số 2 về việc khiếu kiện quyết định hành chính đối với biên bản bắt người phạm tội quả tang, quyết định trả tự do số 12 ngày 2 tháng 8 năm 2019 và quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 151016 ngày 18 tháng 10 năm 2019 đối với Nghiêm Nhật Anh của Công an quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, người khởi kiện Nghiêm Nhật Anh cho rằng Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ Nghiêm Nhật Anh theo biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chống người thi hành công vụ và ban hành quyết định trả tự do đối với Nghiêm Nhật Anh là không đúng với quy định của pháp luật. Tại phiên tòa, người khởi kiện là Nghiêm Nhật Anh đã đưa ra các bằng chứng chứng minh rằng mình không có bất kỳ hành vi nào chống người thi hành công vụ, mà chỉ dùng điện thoại của mình quay lại các diễn biến trong khu vực tòa nhà TH1. Khu vực này không có quy định cấm quay phim chụp ảnh, nhưng lại bị tổ công tác dùng vũ lực khống chế, bắt thu giữ điện thoại là trái quy định của pháp luật. Khoảng 20 giây sau thì là có 3 đồng chí công an mặc đồng phục công an chạy theo tôi đi qua cổng số 3. Khi tôi đi qua cổng số 3 rồi thì tôi chạy ra số phía cổng số 1 và thấy nhóm người là đang tập trung cả bên trong lô đất và cả bên ngoài mặt đường, tập trung để phá cổng. Và lúc đó tôi đã hỏi, tôi không hiểu vì sao lại phá cổng và tôi có giơ điện thoại lên quay ạ. Thì trong lúc tôi giơ điện thoại lên quay thì tôi đã bị quật ngay xuống đất. Không có một ai hỏi, không một ai cản, không một ai giải thích, không một ai tương tác gì với tôi ngoại trừ việc quật tôi xuống đất. Sau đó thì tôi bị còng tay này. Khi mà tôi đang nằm ở dưới đất thì có người tôi không rõ là ai đã rút điện thoại ra khỏi túi quần tôi. Khi mà họ còng tay tôi xong rồi và tôi đứng dậy thì họ tiếp tục phá cổng khoảng 15 đến 20 phút nữa. Khi mà cổng đã được phá xong thì chú Hà là trước đó đã bị khống chế và chú Hà và tôi được áp tải lên một chiếc xe 4 chỗ biển trắng và sau đó là tôi lên công an quận. Về việc này, ông Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận là đại diện người bị kiện chỉ trả lời ngắn gọn rằng nội dung này đã thể hiện trong hồ sơ vụ án. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Cụ thể hóa, một, chửi bới thì hãy trích có cái câu gì. Hai nữa là hành vi dùng vũ lực thì tôi muốn là dùng vũ lực với ai đang thi hành công vụ ạ. Các clip mà chỗ nguyên đơn đưa ra ấy, thì các cái clip là chúng tôi đã có đầy đủ đã phản ánh ở trong hồ sơ đấy. Và ngoài ra thì chúng tôi còn có các cái căn cứ khác mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Nó phản ánh đầy đủ các nội dung đó ở trong hồ sơ. Thế còn hành vi cụ thể của Nghiêm Nhật Anh thì tôi xin nói thêm là nó không phải chỉ riêng ở cái đoạn mà khi Nghiêm Nhật Anh mới bắt đầu đến, mà khi cơ quan công an đang thi hành một khi sau khi bắt giữ ông Hà ấy, thì Nghiêm Nhật Anh đấy và lực lượng làm nhiệm vụ có yêu cầu giữ lại và ở trong cái clip nó không thể hiện rõ được, bởi vì là khi người ta có chặn Nghiêm Nhật Anh lại thì các hành vi sử dụng tay chân do vậy cái điện thoại nó không thể hiện được các hành vi tiếp theo ở trong đó. Thì các hành vi tiếp theo mà không được thể hiện ở trong đó thì đã có những cái báo cáo rồi, có những cái lời khai để làm chứng và chúng tôi đã thể hiện ở trong cái hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, điều bất thường là theo 7 báo cáo của người thi hành công vụ do phía Công an quận Bắc Từ Liêm nộp tại tòa, thì không có người nào có thể xác định mình là người bị bà Nghiêm Nhật Anh dùng vũ lực chống người thi hành công vụ. Không mô tả thuật lại được lời lẽ xúc phạm như thế nào và cũng không có người nào khai tước điện thoại của Nghiêm Nhật Anh. Trong khi đó, theo các chứng cứ ghi lại tại hiện trường vụ việc, có ít nhất 3 công an đang đứng quay phim lúc xảy ra sự việc. Nhưng lạ thay là phía công an lại không cung cấp được bất cứ video, tư liệu, bằng chứng nào để chứng minh việc chống người thi hành công vụ của Nghiêm Nhật Anh. Hiện nay các đồng chí công an cứ lôi hồ sơ ra, nhưng mà trong hồ sơ không có một cái gì liên quan đến việc ai là người yêu cầu tôi không quay nữa. Không có ai yêu cầu tôi không quay cả. Không có ai gọi là tôi, việc công an đã phải cho tôi vào lô đất đó chứng minh sự công nhận của công an của về quyền của tôi trong việc có mặt tại lô đất đó rồi, chứ không phải ở đây là tôi đẩy người yêu công an ra để tôi phi vào đấy để tôi làm cái gì bất chính đó. Trong hồ sơ vụ án thì cũng không nêu rõ ai nào là ai cản tôi ra này, ai tôi đạt ai, tôi chửi ai. Vbex Rubik 360 đẳng cấp sống lập phương, hotline 1800 6350.
Nghiêm Nhật Anh cũng khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 151016 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm về hành vi chống người thi hành công vụ là không đúng với quy định luật xử lý vi phạm hành chính và nghị định hướng dẫn thi hành luật này. Bởi lẽ, Nghiêm Nhật Anh bị lập biên bản phạm tội quả tang nhưng chưa được xử lý theo luật tố tụng hình sự, chưa lập biên bản vi phạm hành chính nhưng lại căn cứ biên bản phạm tội quả tang để ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ là không đúng với luật xử lý vi phạm hành chính, hợp nhất năm 2014 và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. Vì những lẽ trên, luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nghiêm Nhật Anh đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 điểm B, điểm G khoản 2, điều 139 luật tố tụng hành chính chấp thuận yêu cầu khởi kiện của Nghiêm Nhật Anh, đó là hủy biên bản bắt người phạm tội quả tang và quyết định trả tự do ngày 2 tháng 8 năm 2019. Hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 151016 ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Công an quận Bắc Từ Liêm. Đồng thời, buộc ông Lê Đức Hùng, trưởng công an quận Bắc Từ Liêm mở cuộc họp báo xin lỗi công khai và bồi thường số tiền là 14 triệu đồng. Tuy nhiên, kết thúc phiên tòa, các yêu cầu này đều không được hội đồng xét xử tòa án quận Bắc Từ Liêm chấp nhận. Trước kết quả này, phía người khởi kiện cho biết không chấp nhận phán quyết của tòa sơ thẩm và sẽ tiếp tục kháng cáo đến tòa án cấp cao hơn để đòi lại công lý, đòi lại quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.